Xin chào mọi người, thì đây là anh Bang, là một chủ vườn cao su ở khu vực Bà Rịa và được thực hiện cái phương pháp khoan lấy mũ bằng khí dưới sự hướng dẫn của anh Phượng. Thì anh có thể chia sẻ cái hiệu quả trong năm nay của mình như thế nào, cụ thể là sản lượng và cái công cán lao động của anh là như thế nào khi mà anh chuyển từ cạo truyền thống qua áp khí à? Nhìn chung là về cái áp khí này và cái cạo truyền thống á, thì tôi thấy là cái áp khí này thì nó lợi rất nhiều. Thì cái thời gian mưa gió mà như năm nay nó mưa nhiều thì làm khí này thì nó rất là lợi, nhất là không bị trôi mủ, thứ hai là mưa mình cũng có thể làm được. Từ ngày đầu năm giờ thì cũng không có nghỉ một buổi nào. Nói chung mà nếu mà cạo truyền thống thì có thể là nghỉ mưa nhiều quá hoặc là ướt cây thì mình không thể làm được. Còn về cái lượng mủ thì so với cạo truyền thống và áp khí thì cái làm áp khí này thì nó sẽ cao hơn cái lượng cạo truyền thống. Còn về cái chất lượng vườn cây, anh thấy là năm nay cái dàn lá và cái độ phát triển của cây anh thấy sao? Còn về chất lượng vườn cây thì thấy áp khí này thì vườn cây nó cũng không có ảnh hưởng về cây lắm. Cây nó phát triển mà so với cạo truyền thống là nó sẽ lớn hơn cạo truyền thống. Vì cái lượng cạo truyền thống thì mình cạo thì nhiều tay nghề thì nó cũng yếu thì nó bị cắt mạnh mủ. Khi cắt đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cây không phát triển được. Còn áp khí này thì nó không ảnh hưởng gì đến cây và cây phát triển rất tốt. Thì cái vườn của mình ngoài cái công lao động anh thuê, anh có tham gia cái bước nào trong cái những cái lao động bên áp khí không ạ? Cái thuê lao động thì hầu như là năm nay là nhà làm. Nhà làm lấy. Vì cái áp khí này thì nó rất là tiện gọn, cho nên là cũng không phải thuê nhân công ngoài. À, vậy cái anh hồi nãy là cũng là người nhà chứ không phải là thuê bên ngoài. Nói chung là chỉ thuê chút thôi. À, cái anh nãy là thuê chút. Tức là mình khoan rồi đến khi thuê ta chút. Gian ở nhà thì cũng nhiều việc cho nên là thuê ta chút. Thì anh sẽ làm cái giai đoạn là bơm khí này. Bơm khí và khoan. Chút thì mình thuê nhân công chút của bay tô. Thì sau một năm anh làm cái phương pháp này á, thì anh cảm thấy là cái phương pháp này xét về cái tính lao động nó như thế nào, cái về sức khỏe của mình hoặc là về cái thời gian anh cảm thấy là sao? Chung là làm cái áp khí này thì khỏe hơn là cạo truyền thống. Vì cái thời gian là mình làm ban ngày. Rồi có thời gian để coi là mình nghỉ ngơi. Còn nếu cạo truyền thống kia thì nó phải có giờ giấc, rồi làm thì nhiều khi mưa phải chạy. Nhưng mà làm áp khí này thì mình không phải chạy mưa. Nói chung là rất tiện lợi. Một mình anh là làm bao nhiêu cây ở vườn anh nhỉ? Chung là một mình thì cứ một lô như thế là năm ngoái là chia làm 3. Năm nay là chia làm 4 thì một mình là cứ một lô như thế là làm khoảng cỡ 2 tiếng rưỡi là khoan xong. Là anh làm hết 4 lô luôn, một mình anh phụ trách hết 4 lô luôn. Một mình làm hết 4 lô. 4 lô tổng cộng bao nhiêu cây? 4 lô khoảng tầm 2.500. À, vậy cũng số lượng nó cũng nhiều, đó mà so với cạo thì số lượng nó cũng là tương đối là khá nhiều. Còn nếu mà cạo truyền thống thì mình chia 3. Còn nếu mà mình khoan thì mình chia là 4. Thì số lượng cây thì giảm hơn là so với cạo truyền thống, nhưng mà lượng mủ thì đạt hơn. Thì theo em với anh Phượng tới thăm vườn á, thì em thấy là cái vườn của mình là sử dụng là dùng là đúng phương pháp. Thứ nhất là cái lượng mủ nó ổn định, độ anh duy trì nó cao tới 40+ luôn đó anh. Độ hiện nay giờ là cũng bình thường là nó cứ 37-38. Rồi đến 42. Bình thường là 42 là mình tăng cường khí thêm để cho cây nó phát triển tốt. Thì cái độ mủ như vậy là làm là duy trì như vậy là rất là tốt, để nó duy trì độ mủ cao. Và những cái vết khoan em thấy là những cái tháng đầu là gần như là bây giờ nó làm gần hết rồi, thì chứng tỏ là cái quy trình của mình áp dụng rất là tốt. Thì theo anh, cái thời gian đầu anh làm dưới sự hướng dẫn của anh Phượng, anh thấy cảm thấy như thế nào? Cái sự hướng dẫn đó có đầy đủ chi tiết hay không, và anh có gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai lúc đầu mà? Nói chung là không có gì khó khăn.
Anh Phượng anh ấy hướng dẫn làm từ cách đóng chớp rồi cho đến cách khoan rồi di chuyển chớp, thì nói chung là không có gì trở ngại. Dạ. Thì qua năm sau để cho thuận lợi cho bà con trong cái việc mà áp dụng phương pháp lấy mẫu bằng khí, thì bên Vườn Xanh Tốt có công bố những quy trình chuẩn về cái phương pháp này trên mạng, thì mọi người sau khi được sự hướng dẫn của đại lý thì có thể là tham khảo thêm, để mà lâu lâu mình quên cái gì mình cứ mở cái đó mình xem, thì nó chủ động hơn và nó giúp mình thực tế hơn, mình dễ dàng mình chỉnh sửa lại để cho đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho vườn cây của mình. Sau 5 năm triển khai cái phương pháp áp khí thì hiện nay bên em đã tổng hợp những cái quy trình từ cách thức chăm sóc vườn, bón phân và khai thác làm sao nó đạt hiệu quả cao nhất cho vườn cây, để vườn cây không quá sức, để mà tránh tối đa của cái khuyết điểm của phương pháp này á, là cái khuyết điểm lớn nhất là bà con sử dụng sai phương pháp nó sẽ gây cái hậu quả cho vườn cây của mình. Thì mong rằng qua những năm sau bà con có những cái kênh để mà mình truy cập cho nó chính xác, để mà mình tham khảo cách làm đúng đắn nhất của cái đơn vị và để dày cái công thời gian bỏ ra để nghiên cứu phương pháp này, và đã tổng hợp trên rất là nhiều cái vườn cây khác nhau trong thời gian 5 năm để mà ra được cái quy trình chính xác và hiệu quả nhất cho cái phương pháp lấy mẫu bằng khí cả khoang lẫn cạo bì nhỏ. Xin cảm ơn anh Băng đã sử dụng cái sản phẩm của bên Vườn Xanh Tốt và đã thực hiện đúng cái phương pháp này, đã đạt hiệu quả cho nhà vườn và đồng thời đã giúp công ty của em đã chứng minh cái phương pháp này là nó hiệu quả đến với người dân. Dạ, cảm ơn anh. Okay.